Hello, xin chào tất cả em đã trở lại video của anh bạn nhé. Hôm nay thì lại có cho anh em một con Tanaka của Nhật đẹp này. Con này thì em sử dụng trong gia đình, cắt cành, cắt củi nhỏ lặt vặt trong gia đình nhá. Máy đẹp chín nút luôn. Xích em gắn xích mới cho anh em luôn nhá. Về mình chỉ được sử dụng thôi. Đó, máy bao zin từ A đến Z cho anh em nhé. Nổ êm ru. Đó, giá con này thì bên họ nó bán cho anh em với giá là 2,1 triệu nhá. Bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, ship code tận nhà, không có cần phải cọc gì nha các bác nhá. Đó, anh em chỉ cần đăng ký máy. Đó, anh em cho địa chỉ số điện thoại là bên em sẽ ship tận nhà cho anh em luôn. Hàng đến anh em kiểm tra hàng, test nổ ok rồi anh em thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng nhá. Đó, rồi bây giờ Hoàng xin phép test nổ cho anh em nghe tiếng máy con này nhá. Chốt thì ở kênh ở bãi con này nha. Xin chào mọi người toàn thể anh em nhé.